Đây các bạn, bây giờ là hiện tại bây giờ là 8 giờ tối của bên Nga các bạn. Đây, nay là mình lên trung tâm. Khu này là khu như mình đã nói này ấy, là khu mình chưa ở đây 20 năm, mình chưa lên đây bao giờ, nhưng mà nay con cái dẫn lên, đây là ngày lễ của Nga. Con gái dẫn lên đi chơi. Mẹ cứ đi thì mẹ biết. Thật sự là cuộc sống của người nước ngoài họ cũng rất là, nói như Việt Nam mình gọi là thanh bình. Rồi mà những người sống ở nước Nga này, mà chỗ trung tâm Nga này, họ cũng tự tin hơn. Đây các bạn, tám giờ tối đấy các bạn, mà mặt trời kia vẫn còn sáng, như là kiểu Việt Nam mình là độ khoảng 3-4 giờ. McDonald's kia là McDonald's đầu tiên à. Đầu tiên của Mỹ đặt đặt McDonald's ở Nga này, là McDonald's này đầu tiên đấy. Mình sẽ review cho các bạn. Việt Nam mình thì mới có năm ngoái thôi. Thế nhưng mà bên Nga này thì sẽ có rất là lâu rồi các bạn. Đây, em bé mới chắc là được một tháng. Đây, cái McDonald's này là ở Mỹ họ đặt đầu tiên ở nước Nga, tức là cái McDonald's này các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình vào cái quán nước hoa quả đang thịnh hành và hot nhất với giới trẻ hiện nay ở Moscow, có gì khác lạ với Việt Nam không nhé?
thực nên là có rất nhiều quán ăn của các nước. Mình sẽ chọn quán châu Á để review cùng các bạn nhé. Mời các bạn cùng vào với mình. Nay mình sẽ review cho các bạn, là mời các bạn cùng thưởng thức với mình những món ăn của châu Á tại trung tâm ở Moscow. Mình sẽ review cho các bạn. Món này là món súp. Súp này là súp tôm các bạn ạ. Với lại một chút cơm. Và đây là một chút salad cà rốt. Đây là chút dưa. Đấy, món này là món của châu Á. Đây là các bạn ơi, các nơi thì là có menu, nhưng mà đây thì lại không cần menu các bạn nhé. Đây là chỉ cần cái này thôi, và khi bật cái này lên nó có mã quét và sẽ có tất cả những cái đồ ăn ở trên đấy. Mình sẽ thích ăn cái gì mình sẽ đặt hàng của những cái đấy để họ mang đến. Đây là mình sẽ mời các bạn ăn cùng mình món súp này nhé. Đây các bạn ạ, đây là món súp tôm. Nhưng mà cái súp ấy thì thực ra thì ở Nga này cũng rất là nhiều món súp, nhưng mà mỗi một cái quán nó có một cái món súp đặc trưng khác nhau. Mời các bạn nhé. Đây là một món salad, nhưng mà nhiều rất là tuyệt vời vì là nó vừa với khẩu vị của mình, vì là mình là châu Á nên là rất là vừa với khẩu vị của mình. Đấy, có một chút cơm rất là nho nhỏ. Đấy, chút cơm. Mẹ mình sẽ ăn một chút cơm để xem là có giống Việt Nam mình nấu không nhé. Mời các bạn. Vừa miệng và có cả chua chua để ngọt ngọt cay cay, rất là vừa với mình. Còn đây là món củ cải muối. Đây các bạn. Thực sự là những cái món chua với món salad này là ngon, đẹp, ăn lại giòn giòn, ngon, được. Đầu tiên mình ăn ở quán này nên là cái món này món đặc sản của châu Á các bạn ấy. Mẹ mình ăn thử review các bạn nhé. Đây, ngoài các bạn. Tuyệt vời các bạn. Trong này là có món như kiểu là có tôm này, có tôm, có cua, có các hải sản ở đây các bạn ạ. Xong là kiểu họ gói vào xong là họ hấp. Đấy, đây là các bạn ạ. Tuyệt vời. Đấy là cảm ơn con gái nhá. Ngon lắm. Lần đầu tiên đến đây, mặc dù 20 năm là ở trên Moscow này, nhưng lần đầu tiên là con gái dẫn lên đây, là cái phố này là đường phố ẩm thực của Moscow. Và cái đường phố này là, nói nhỏ với các bạn là cái đường phố này là của những người nhà có khá giả, nên là mình cũng con gái dẫn lên đây để mình thưởng thức. Thôi thì mình xin phép các bạn review đến đây cho mình để xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn ngày may mắn, thành công, hạnh phúc.